Chào bạn Dũng nha, nay có bạn Alo, Dũng. chào cả nhà. Bạn Dũng dẫn mình đi kiếm ổ câu cá lồng cá lóc nha. À, hôm qua vô tình mình đi cắt mít của tí mập nha, mình phát hiện một ổ cá lóc đen thui luôn. Bữa nay mình dẫn anh em cả nhà đi xem mình câu cá lóc thử coi nó hấp dẫn đến cỡ nào nha. Rồi. Bây giờ mình đang chuẩn bị đi. Chào tí mập. Đâu, vô gặp được tí mập nữa hả? Trời ơi, nay tí mập đang cũng ra vườn á các bạn. Đói. Bây giờ mình dẫn tí mập đi qua bên ngay cái ổ hôm qua mình phát hiện luôn. Được câu không? Câu. Bên quá giờ đâu? Đúng. Tao mới thấy hôm qua rồi. Hôm qua bắt cá cút để cá mít tao thấy rồi. Tao xin để tao câu á. Hôm sau mà. Bữa nay mình câu cho các bạn. Theo chân mình đi, mình dắt các bạn đi. Theo chân tí mập đi nhấp ổ nè cả nhà. Đội nón đỏ hôm qua có biệt danh Dũng gì tí mập? Cao. Dũng cao hả? Để mình coi mấy mưa mình có nó không nha. Hôm qua mình thấy có mưa kia không? Rồi bữa nay nó đi làm cơm nấm rồi bạn ơi. Này hôm tối nay đi làm cơm nấm rồi. Này chỉ có cảnh mà đi lấy cơm mấy bạn coi. Chút xíu rồi xác đây luôn nè. Mình coi mấy mưa được khó nha, có mình lụm luôn. Trong. Giờ tôi dậm chân một cái là cá nó nhảy lên bờ luôn. Rồi. Nhìn tí mập nè. Không được, gãy cầu. Chết mẹ luôn. Từ cá vừa là dậm chân nó bay lên bờ quá. Nè, cá sôi tim luôn rồi cả nhà, cá nó không bay mà nó sôi tim lên luôn rồi. Rồi, ngon không? Cá tôi dễ lắm nha. Rau này. Chốt. Cho tí mập cho cá ăn rau. Được rồi. Rau này không ăn, rau muống nó mới ăn. Lụm hết trơn à. Chán cá no cả nhà ơi. Tí mập hết cho nó hết ăn rồi. Mình nuôi cá dữ dằn lắm nghe cả nhà. Thôi. Tay tưởng mình có con mấy ký luôn cả nhà. Đi kiếm ổ đi. Đi qua ổ đi. Đi clip này nè. Này nè, có cái trái này, cây này trái nhiều quá, không mua người ta. Cái này đi ngoài kìa. Nè. Nó dính luôn cái này. Đây, các bạn là con cái vô phòng kia tôi trái gì nè. Cái gì trái chùm cuộc kìa đó. Tí mập dẫn đường. Vú sữa hoàng kim mà trái như chùm guốc. Ghê vô. Ủa. Này quá à, xa. Được không? Nó bị mấy con gì đeo quá trời luôn, nó đen trái. Ôi có mưa, mấy mưa này có nghe có à, trong luôn nha. Ừ. Kiếm kỹ á. Hôm qua mới kiếm có mưa nè. Mưa rồi có làm trước đi. Ừ, mưa nào có mà trước đi. Quá trời rồi. Đi luôn luôn các bạn ơi. Dẫn các bạn đi luôn vườn nha các bạn. Cái này là đây là cam sòn nha các bạn. Hôm qua là mình vô tình cắt mấy tí mập và mình cũng nhìn thấy vậy. Hôm nay mình dẫn các bạn đi xem. Cảnh dân dã nha cả nhà. Đây. Tôi có cái độc lắm nè. Chỉ bạn coi cái này nè. Đây, cây này kêu bằng chai ghi ga xin. Nó mới có bông mà, ngoài cái nút lá phải bông đâu. Xuất thân từ nước ngoài luôn. Đó, chai ghi ga xin đó. Tí mập giới thiệu nè. Đây mình đã... thấy mình ủ lại mình làm bông nó thử nó ra các bạn. Trồng 3 gần 3 năm mà nó bay lớn. Đi tiếp coi. Qua mấy cốc qua tôi dở rồi tôi bắt nó luôn à. Còn không? Qua thấy chỗ đây nè. Còn. Đây cả nhà. Ổ gì giới thiệu luôn. Các bạn thấy nha. Đây là ổ cá lóc. Cá lóc mà bà ổ nó mới đẻ. Rước đây nè, ổ đen thù lùi à. Con cá này khôn nha cả nhà. Nó lựa có cỏ này kia nha, nó đẻ trong hốc nha, nếu mà nhìn không kỹ, người nào không quen nhìn không kỹ không thấy được nha. Một cái ổ đẻ đen thù lùi luôn. Đây nè. Các bạn nhìn kỹ, nếu các bạn nhìn kỹ các bạn mới thấy. Một cái ổ đen bà con đen một vùng vậy nè. Nhưng mà nó nằm ở trong mình chỉ nhìn ra ngoài là mình không thấy. Bây giờ tôi sẽ câu cho các bạn xem. Giờ bạn Dũng mà móc vịt vô cái nha. Này là con vịt này nói chung là mình bỏ hổm gà cũng lâu quá mình không có câu, bữa nay nó bự rồi. Bạn, ở đây tôi kêu thằng này kêu bằng Dũng gồm.
Dũng cao chứ, mà nói là biệt hiệu là cần thủ câu. Thường thường là mình câu vịt nhỏ nhỏ không à, nhưng mà con vịt này hôm nay mình không có câu. Nó muốn đẻ rồi bạn. Bữa nay nó bự quá. Cái dạ? Câu nó giải lắm, nó giải khó câu dữ lắm nhưng mà mình cũng gán. Mà nếu mà câu không dính cá lóc thì bắt vịt chú cháo luôn nha. Con vịt này nếu mà câu không dính là mình nấu cháo đủ luôn đó. Nhưng mà làm cũng phải cho các bạn xem dính một con hoặc là hai con là một con cho các bạn xem các bạn chứ. Đâu mà không dính được. Có bữa là dính ba con không vậy? Ba con có, nhưng mà thí dụ bữa nay mình câu dính rồi, bày ngày mai nó vẫn còn, mình câu vẫn dính được. Chứ bình thường nếu câu dính luôn liền chỉ có hai con thôi. Đó là đó, thằng nhỏ là tới hai chồng phải không? À, ba nhỏ tới hai chồng lần. Có vụ đó nữa hả? Có. Hy hữu quá. Tí mập sáng đói ăn bánh mì rồi cả nhà. Thấy không? Ừ. Ổ đen ngon lắm cả nhà. Ổ này thường thường. Nó nói đói ăn gì ngon mà khô được ngon nhiều lắm. Nhưng mà bữa nay là mình không biết thịt làm sao. Một con thì chắc có rồi. Rồi hãy không ơi. Để coi nè, thằng Dũng cao câu cỡ nào. Cần câu này là mình lấy cần câu máy ra mình câu nha. Thường thường mình câu bằng cần câu cây. Mình câu thời gian lâu đó bóng đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ thì mình làm biến rồi xong mình lấy sử dụng cần câu máy mình luôn. Mình đem ra mình câu luôn cho xài cho nó lâu. Ha. Rồi bây giờ mình câu đi cả nhà. Câu đi. Nghe nói cần câu này của Dũng cao mua mười mấy năm rồi hả ta? Cả chục năm rồi. Quá dữ luôn. Trước mình còn ở thành phố là mình mua câu này để dành đi câu giải trí thì khi chơi nè. Trời nó câu câu đại bàng á, nó câu cái lóc dính đại bàng. Để quay cận cảnh cho cả nhà thấy. Để qua góc bên kia mới đứng thấy. Ngay gốc mít luôn nha cả nhà. Để Dũng nhấp. Hồi hộp quá. Tại vì ổ đen này là mình không câu vô ổ trước nha cả nhà. Mình chỉ câu ở ngoài một lát thôi mình nhớ. Cái bữa tôi chứng kiến câu con ổ kia 3 ngày chưa dính được con. Cái đó là hên xui. Để coi, hôm nay ngồi chứng kiến rồi mũi cắn thật nhẹ luôn. Mũi bạn ơi, vừa mũi quá trời mũi à. Lâu quá không thì thuốc. Mình phải câu ở ngoài ít nhất cũng phải 15-20 phút cho con cá nó quạo nó vô ổ mình câu nó cắn được. Đừng có gấp. Cái này mà đâu có gấp được. Mới câu vịt muốn chết thì gì nó không mươi như vậy. Con vịt này bỏ lâu quá rồi, nó già rồi, bữa nay không vận động mập lù luôn, không vận động giống tao mày. Nấu cháo được rồi thấy sao? Không vận động hết trơn mà. Cái bụng nó kìa. Trong bóng. Cho thầy thể thao chân cẳng nữa mới bơi được rồi. Nói chung con vịt bỏ lâu quá cả nhà. Mình không câu, cho nên con vịt nó nay nó không có bươi rồi kìa, đẹp như ngày thường. Chứ thường thường nó bơi đẹp lắm. Người bị chân vịt quay kêu bằng cái chân vịt thế. Bơi đẹp lắm, con cá nó quạo nữa. Này là Dũng đang ghi ở ngoài này nè. À. Góc này nè. Góc này trước đi. Đường nó cho nó vô. Dừng nữa. Có nào mà vịt bự chắc này vịt bự hơn cá lóc quá. Có chứ. Cái này hên xui cả nhà. Cá này nói chung không có bự, hồi trước thì cá bự nhiều. Nhưng mà sau này cá nhỏ nhỏ mình cũng làm biến, mình không có câu đi câu nha cả nhà. Hồi xưa mình cũng câu nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ tại cá nhỏ nhỏ không rồi lâu nó đẻ mình thấy cái cá nhỏ mình cũng nản mình không có câu. Cái này là tại ở vườn hôm qua đi cắt mít tí mập mình thấy nè, nó một ổ đen ngon quá. Sáng nay mình bắt vịt mà câu mà con vịt này bỏ lâu rồi, nó bự rồi. Hôm nay mình muốn nấu cháo được luôn rồi. Nhưng mà mình câu đỡ thôi. Cái này nếu mà hồi câu dính mình vô mình nướng gom luôn cả nhà, nướng gom chấm muối ớt luôn nha. Ờ đúng rồi đó. Rất ngon á. Mình vô cái chòi bí quyền bí của mình á, mình có cái chòi quyền bí của mình đó, mình nướng gom luôn. Không, con vịt nó giải bỏ lâu quá thấy giải cả nhà. Nó nhát nó giải cả nhà. Bỏ lâu rồi. Vậy mày quảng cáo mà xưa mày câu vịt chứ mà cho nhỏ bạn gái mày ăn giờ mày cưới nó luôn. Thành câu dính đại bàng. Giờ tao thấy nãy giờ chưa cắn gì hết trơn. Kiếm miếng gom. Đó đi câu là anh gãi cái miếng gom lên cho nó. Nước trong anh Vương ơi. Nước trong hả? Ừ, cái này nước đục này là ngon rồi. Cần.
có khi nào còn dập dính mắt đâu hên xui à đó, ngồi chỗ khác mới được tôi hiểu rồi đó, nó cứ quất đừng lụn lễ của tôi gần mắt là ốc là nó quất ngốc là mồi luôn rồi. Mình kêu vô ổ cả nhà, khi mình nhử nhử nó ngoài nó vô ổ, giờ mình kêu vô ổ thử con cá làm sao cả nhà. Nhấp ổ mình cũng không dám nói chuyện lớn nha cả nhà. Đây, khi sợ cá nó nhét. Ôi trời đủ. Tôi cứ đưa cái đầu lên đây, cái mít. Đưa cái đầu ra ngon ha. Ủa không cái ổ bình bé còn không? Bài. Này mương trong vườn mít nha cả nhà. Ổ cũng nên xui cả nhà, nhiều lúc nó cắn sớm, nhiều lúc nó cắn muộn cả nhà. Nhiều lúc 3 ngày nó không cắn nữa. Cá quạo thì cắn sớm, nhiều khi tôi câu có ổ tôi câu bao ngày tôi mới dính được á. Nó nhát nó không cắn, mình rơi rơi cho nó quạo nó gì trong ổ lát mình để vô nha. Dịch mình thì nó bự quá, mình không có bỏ vô ổ cho nó quậy tan hết, cá nó ăn hết. Cho nên buộc mình rơi ngoài cho con cá nó quạo. Lát mình nó bỏ vô. Dịch này chắc còn nửa ký mà. Không chứ nào tao bẹ lá mớp tao hấp tao trộn với luôn á. Mớp lá mớp tao có sẵn này kìa. Tao hứa rồi nãy tao nướng chui cái lóc mà không có là tao bắt con vịt người ta gói lá mớp luôn. Ổ là mang vịt mình vô cả nhà. Nó nằm ở trong, mình không thấy được. Nó nằm tuốt ở trong cái dạ nha. Thử thử vô ổ nha. Cắn cả nhà, cắn cả nhà. Cá nhỏ nha. Nó mới cắn cả nhà. Nó mới cắn cả nhà. Bắt đầu đi. Mới để vô ổ nó cắn cả nhà. Nhưng mà con cá nó hơi nhỏ. Đưa ổ rồi lụm con trước. Lại vô hay gì vậy? Nằm trong ổ cả nhà, mình mới để vô nó cắn một cái nha. Nhưng mà mình thấy con cá nhỏ mình đang nhử cái con thứ hai nha. Chứ mình câu sớm mới dính sớm quá, nhiều khi con thứ hai con cá nó hơi nhát. Cho nên giờ mình nhử cho nó quạo chút xíu mình mới câu cho nó táp nha. Vậy cái cá nằm ngoài hả? Đưa tao. Tới tí mập câu nha cả nhà. Cái nằm ngoài, để tao. Rồi. Tí mập ra tay rồi kìa nhà cả nhà. Cái ngoài phải không? Phải không? Đây bạn Lợi xuất hiện nha cả nhà. Đây. Chào khán giả. Lợi, cả Lợi mới vô cả nhà. Lợi mới vô. Hai thằng không được, để tôi xuống tôi bắt luôn cho coi. Cá vô đó. Lấy con mắt ra coi. Lấy con mắt ra. Nhìn cái tướng tí mập câu kìa cả nhà. Cái mập câu kiểu này chắc chưa dính cá là dịch tôi dính dịch tôi trước rồi quá cả nhà. Vô. Hỏi không? Bự không chú? Cá đồng mà, mùa này
này cá đồng nó vậy á. Đó là loại đó, chừng rồi đó. Ủa, cả nhà. Cái cả nhà. Cái giật được. Cái lọc giật cái bầu tôi chóng mặt cả nhà. Giữ được rồi. Cái ngọc giật cái tôi chóng mặt luôn cả nhà. Tôi né không kịp với tôi mặt luôn á. Dính con cá chắc nó bay chừng 80 thước. Ngọc giật ghê quá cả nhà. Mới táp cả nhà ơi, mới táp. Tiếng mập nó là một cái dèo. Nó làm tiếng mập làm tôi hết hồn cả nhà. Đây đây, thấy không? Cảnh này vui quá cả nhà ơi. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác đi câu như vậy. Vô Dũng bước ra câu chỉ cái chỗ nó đổ đổ cái dục. Đây. Dũng câu dục. Ừ đúng rồi. Đây. Cái mặt vô cái quá trời cả nhà ơi. Để tôi đi cho nó đổi vật tư bật cả nhà ơi. Cái đặng cắt cái chòi của mình mốt mình ngồi nghỉ mệt á. Từ từ vô rồi, đi cả nhà ơi. Mình đang kêu xe vật tư nó chở cát đá vô đường làm cái chòi á cả nhà. Dạ tí. Đã cần thủ lại tôi cả nhà. Tí mập bàn giao lại cho Dũng cao rồi. Cái này là nghề của tôi không phải nghề tí mập. Tí mập là chỉ thử chơi thôi. Này làm gom hay lại? Làm gom anh. Dịch này dịch mới à. Tủ bự à. Cái mập làm một cái một con cá nó sợ luôn rồi cả nhà ơi. Dịch. Mập làm một cái một con cá tự nó sợ luôn rồi. Dạo kiểu này đưa cái vô. Cái mập giật một cái nó sợ luôn rồi. Mập làm quá là. Mập đựng cá luôn, kiểu này chết. Dịch á. Dân giả nghe cả nhà. Cận cảnh cho cả nhà nghe nó táp bụt bụt dưới. Rồi dính được cả nhà, dính được cả nhà. Chưa chưa quay quay lên đây dính được cả nhà. Cũng có lý cả nhà ơi. Nước tôi rồi cả nhà ơi. Hình như để tôi thấy con cá này như tôi cả nhà ơi. Mấy cảnh nhạy cảm đừng có đưa vô không rồi. Rồi đâu cầm cá đưa lên rồi. Dính rồi ngay cả nhà. Rồi cái này là chút xíu chút chưa mình đi kiếm nữa rồi nếu có gì mình làm món luôn nha. Một lát mình nướng chui rồi cả nhà. Mình bỏ vỏ cả nhà. Đưa tí mập vô cầm cá giới thiệu cái tí mập. Làm bên đây, cho ngồi trong bờ quá. Kênh tí mập rồi. Tí mập nhà giờ không dính bây giờ Dũng cao nhấp thì giật dính rồi nghe cả nhà. Cái này bữa nay cái ông Phúc kia không ra rồi. Rồi. Chút xíu nữa mình đi kiếm ổ nữa rồi mình quay tiếp nữa nghe cả nhà. Rồi mình